lộ tính năng chưa từng có trên tàu sân bay thứ tư của Trung Quốc. Tàu sân bay thứ tư Trung Quốc đang đóng mới có thể sẽ có tính năng chưa từng được trang bị trên ba tàu sân bay trước đây. Sau 2 năm chỉ hoãn vì lý do kỹ thuật, Trung Quốc đã quay trở lại đóng tàu sân bay thứ tư vào đầu năm nay, SCMP dẫn nguồn tin quân sự giấu tên cho biết. Nhà máy đóng tàu và các kỹ sư chuyên về đóng tàu rất chắc chắn với bước đột phá trong quá trình đóng tàu sân bay thứ tư, nguồn tin giấu tên của Hải quân Trung Quốc cho biết tàu sân bay thứ tư sẽ là bước nhảy vọt với công nghệ trong ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc. Quá trình đóng tàu sẽ dài hơn bình thường vì hệ thống động cơ đẩy hoàn toàn khác biệt, nguồn tin nói thêm. Hiện Trung Quốc đang sở hữu hai tàu sân bay, tàu thứ ba đã hoàn thiện và dự kiến sẽ được hạ thủy trong năm nay, tất cả đều sử dụng động cơ thông thường. Nguồn tin thứ hai cho biết quân ủy trung ương CMC do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lãnh đạo đang cân nhắc đề xuất của Tập đoàn Đóng Tàu Quốc gia CSSC để sử dụng năng lượng hạt nhân cho tàu sân bay thứ tư. CMC chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng cũng đánh giá đây là bước tiến táo bạo và đầy thách thức. Từ năm 2018, CLSC đã phát triển động cơ hạt nhân cho tàu sân bay và đánh tham vọng đưa hạm đội Trung Quốc ra biển lớn vào năm 2025. Trung Quốc sở hữu một loạt các tàu ngầm trang bị động cơ hạt nhân, nhưng chế tạo động cơ hạt nhân cho tàu sân bay cỡ lớn là thách thức chưa từng có. Tàu sân bay thứ tư của Trung Quốc được cho là có lực lượng giãn nước 85.000 tấn, nhỏ hơn lượng giãn nước 100.000 tấn của siêu tàu sân bay Mỹ USS Gerald A4. Động cơ hạt nhân cũng là yếu tố cần thiết để Trung Quốc trang bị cho tàu sân bay thứ tư máy phóng điện tử thay vì sử dụng công nghệ phóng hơi nước như hiện tại. Trong một diễn biến liên quan, nhiều khả năng tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc sẽ được hạ thủy vào ngày 1 tháng 7 vào dịp kỷ niệm 100 ngày thành lập đảng. Tuy nhiên các chuyên gia cho biết điều quan trọng nhất vẫn là đảm bảo chất lượng đóng tàu, nếu chưa sẵn sàng con tàu có thể không xuất hiện trong ngày lễ kỷ niệm quan trọng sắp tới. Trung Quốc đặt mục tiêu có ít nhất 6 tàu sân bay vào năm 2035, đạt sức mạnh tương đương Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ